Tôi chỉ có hai cái point trong cái bài trình bày của mình thôi. Cái thứ nhất là chúng ta hiểu gì về nông nghiệp, chúng ta không hiểu lắm gì về nông nghiệp, và một số cái ý tưởng mới phát triển nông nghiệp. Và cái thứ hai là câu chuyện Việt Nam, cái gì chúng ta đã đạt được và chúng ta cần go forward, chúng ta cần tiến lên phía trước như thế nào. Có hai cái slide về nông nghiệp. Chúng ta biết gì và chưa biết gì nhiều lắm về nông nghiệp. Có bốn bài học về nông nghiệp trong 50-60 năm qua phát triển. Bốn bài học này không phải là my lessons, không phải bài học của tôi, mà đây là bốn bài học tôi học được từ người thầy của tôi là Professor Helen Hughes. Rất tiếc là bà giáo sư ấy đã qua đời cách đây 2 năm. Có một bài rất hay về tổng kết nông nghiệp. Bốn bài học ấy là: nếu muốn làm nông nghiệp tốt thì cải cách ruộng đất, và cùng với quá trình phát triển của nông nghiệp thì tích tụ đất đai là một điều kiện tiên quyết để lấy được cái lợi thế của economy of scale, lợi thế kinh tế nhiều quy mô. Cái thứ hai là việc ứng dụng khoa học công nghệ. Cái thứ ba là phát triển kết cấu hạ tầng để không chỉ là cơ hội mới mà người nông dân, các công ty có thể tiếp cận được với cơ hội mới ấy. Và cái cuối cùng, nông nghiệp không phải là câu chuyện của nông nghiệp. Câu chuyện của nông nghiệp là câu chuyện của cả nền kinh tế. Cho nên là getting price is right, tức là làm cho cái giá cả phản ánh đúng cái khan hiếm của các hàng hóa trên thị trường là một cái điều rất là phát triển. Ở Việt Nam trước kia chúng ta hay dùng cái gọi là scissors price, là giá cánh kẹo, có lợi cho công nghiệp và gây thiệt hại cho nông nghiệp. Đấy là một cái chính sách rất là sai lầm. Nhưng mà cùng với sự phát triển của nông nghiệp thì người ta thấy rằng chúng ta chưa hiểu nhiều lắm về nông nghiệp và rất cần những cái nghiên cứu. Và trong cái bài trình bày trước đây, chúng ta đã nghe rất nhiều những cái vấn đề được liệt kê ra là chúng ta cần tiếp tục nghiên cứu, cần có những cái đột phá. Ví dụ vấn đề công nghiệp hóa, đô thị hóa và dịch chuyển lao động. Ví dụ vấn đề chuỗi giá trị gắn với thị trường quốc tế. Ví dụ vấn đề bảo hiểm trong nông nghiệp, vấn đề phát triển bền vững, và đặc biệt là vấn đề quyền lợi của nông dân, cái vị thế mặc cả của nông dân. Và ở đây có một cái tin tốt lành là cách sống, lối sống hiện nay gần với nông nghiệp hơn, gần với nông thôn hơn. Và người ta nghĩ nông nghiệp không phải chỉ là ngành, mà lúc nào cái growth, cái tăng trưởng của nó cũng chỉ là 3-4%, mà có thể cao hơn nhờ cách nhìn vào chuỗi giá trị. Việt Nam không ai có thể phủ định cái tiềm năng của nông nghiệp Việt Nam. Thế nhưng mà cái điều đáng buồn mà chúng ta thấy từ cái bài trình bày trước ấy, thì năng suất lao động, tức là labor productivity của Việt Nam còn thấp hơn cả Lào và Campuchia. Thấp hơn cả Lào và Campuchia trong nông nghiệp. Thì với cái tiềm năng ấy, Việt Nam hoàn toàn không chỉ là catching up, tức là dần tiến kịp, mà chúng ta phải nghĩ rằng Việt Nam hoàn toàn có thể đi cùng, và thậm chí trên một số khía cạnh Việt Nam có thể vượt trước, trở thành một cái hình mẫu về phát triển nông nghiệp. Thế nhưng làm thế nào để thay đổi năng suất nông nghiệp? Thì có một cái bí mật hôm nay tôi mới lộ ra. Đó là một nguyên nhân vì sao chúng ta tham gia TPP và ký cái hiệp định thương mại tự do Việt Nam EU vừa kết thúc. Cái lý do ấy là với TPP của Việt Nam EU, theo tính toán, hàng triệu lao động sẽ được tạo mới trong các ngành công nghiệp chế biến. Và đó là điều kiện trời cho để Việt Nam tái cấu trúc lại cái nền nông nghiệp Việt Nam. Và đấy là một trong những ý đồ rất chiến lược của Việt Nam tham gia vào TPP và ký kết các cái hiệp định FTA khác. Thành tựu của Việt Nam là vô cùng lớn. Với một cái nền nông nghiệp dựa trên khoán hộ, tức là hộ gia đình,
Và cái hộ gia đình ấy lại gắn với cái đất đai nhiều năm, cái động lực ấy đã làm thay đổi hoàn toàn bộ mặt nông nghiệp Việt Nam. Từ một nước thiếu đói, hàng năm phải nhập 1 triệu tấn gạo vào những năm 80, Việt Nam đã đủ đảm bảo an ninh lương thực và lại còn đóng góp cho cái an ninh lương thực của khu vực và thế giới. Từ một nền nông nghiệp quần quanh trong trong làng, trong xã, thì nền nông nghiệp Việt Nam bây giờ đã có tên trên bản đồ thế giới. Anh Khánh, trưởng đoàn đàm phán, bất kỳ cuộc đàm phán nào thì các nhà đàm phán của các nước khác đều nhìn Việt Nam như là một cái đất nước rất mạnh về nông nghiệp. Từ một cái nền nông nghiệp tuyệt đại đa số là người nghèo, thì Việt Nam hiện nay mức nghèo đã giảm rất đáng kể và là một trong nước có thành tựu tốt nhất trong xóa đói giảm nghèo, thực hiện cái mục tiêu thiên niên kỷ MDGs. Thế nhưng mà cái dựa trên hộ gia đình của Việt Nam hiện nay cũng có ba vấn đề. Vấn đề thứ nhất là không tận dụng được lợi thế nhờ quy mô và chuỗi giá trị. Cái thứ hai tức là một cái nền kinh tế hội nhập như Việt Nam thì Việt Nam, cái nền nông nghiệp Việt Nam không đảm bảo được những cái standards, những cái tiêu chuẩn của một nền nông nghiệp hội nhập. Và cái thứ ba, nói gì thì nói, người nông dân Việt Nam vẫn thiệt thòi nhất. Cái vị thế mặc cả của người nông dân Việt Nam vẫn là yếu nhất trên thị trường. Đấy là ba cái. Cho nên Việt Nam với tiềm năng của mình, với cách nghĩ mới về nông nghiệp và với cái vấn đề hiện nay, Việt Nam cần có một cuộc cải tổ, một cuộc cách mạng về nông nghiệp. Cuộc cách mạng ấy là gì? Cuộc cách mạng ấy phải đạt được hai điều mà mọi người đều nói, tức là lợi thế nhờ quy mô để hấp thụ được vốn và công nghệ. Thứ hai là phải gắn kết được chuỗi giá trị từ A đến Z. Và cái thứ ba, cái rất đặc thù của Việt Nam, đó là cái tổ chức sản xuất nông nghiệp của Việt Nam phải tính đến các yếu tố văn hóa, xã hội, vùng miền và rất bí mật là chính trị ở Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mô hình nó phải như vậy. Một tin rất vui là nhờ cái sự vận động của bản thân thị trường, chúng ta đã quan sát thấy những cái mô hình, những cái hình thức, những cái paradigm, những cái models, những cái sản xuất trong nông nghiệp. Ví dụ hợp tác xã kiểu mới, ví dụ trang trại, ví dụ các cái công ty hợp đồng giữa công ty và người nông dân rất nhiều ở Tây Nguyên, hay là ví dụ là các cái công ty cổ phần, ví dụ như mía đường Lam Sơn ở Việt Nam là một công ty cổ phần, hay là cánh đồng hộ lớn. Thì những cái hình thức sản xuất này nó đã bắt đầu tính đến những cái yêu cầu mới mà tôi đã nói ở trên. Thế nhưng phải nói rất thật, nó chưa đủ tổng thể. Và cái đặc biệt nhất là cái vị thế mặc cả của người nông dân vẫn vô cùng yếu ớt, quyền lợi của họ chưa phải là được đạt được tốt. Thế nhưng cái tin tốt là rất dẫn dắt bởi thị trường để mà họ sinh ra những cái hình thức này. Nhưng mà nó đã tốt hẳn chưa thì còn rất là nhiều vấn đề. Thế thì hiện nay Việt Nam đang nghĩ ra một cái mô hình chúng tôi gọi là nông xã. Thế lý do gọi nông xã hay là gọi là cooperative cũng được, nhưng mà để tránh cái việc là nhớ lại cái hình ảnh của cooperative dưới kế hoạch hóa nên hình thức này. Thì nó có bốn cái đặc trưng của cái mô hình này. Cái thứ nhất là liên kết công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ. Cái thứ hai là sự tham gia của tất cả các stakeholder vào chuỗi giá trị. Cái thứ ba là vai trò chủ thể ở đây vẫn là hộ gia đình, là người nông dân. Và cái thứ tư là các cái chính sách hỗ trợ. Và tôi nói một chút về cái mô hình, cái mô hình cơ sở sản xuất này là tính đến yếu tố kinh tế, xã hội, đảm bảo được hai điều. Điều thứ nhất là người nông dân, hộ nông dân vẫn là chủ thể. Và điều thứ hai là cái quá trình để tạo ra cái người đứng đầu ở đây phải là the best person, là quá trình rất dân chủ để tạo ra, tức là anh ta vừa có thể là nhà chính trị tốt mà lại vừa là nhà ngoại giao, lại vừa là nhà kinh doanh tốt. Tất nhiên không phải là dành cho tôi. Và để làm điều đấy thì chúng ta còn loạt một loạt những vấn đề mà chúng ta phải tính thêm,
Ví dụ như là vấn đề rất là nổi cộng hiện nay là sở hữu đất đai. Ví dụ vấn đề là quyền sở hữu trí tuệ và phát triển khoa học công nghệ. Ví dụ thuận lợi hóa thương mại. Ví dụ những cái chính sách hỗ trợ cho cái chuỗi giá trị ấy, vai trò hiệp hội, đúng không? Vai trò hợp tác công tư, PPP, Public Private Partnership. Và đặc biệt là ở Việt Nam rất nhiều vùng có điều kiện để tạo thành các cluster, không chỉ là nông nghiệp, có thể là dịch vụ, có thể là công nghiệp và đặc biệt là du lịch. Thì với tất cả như thế thì Việt Nam đang rất hy vọng là 5, 7, 10 năm tới Việt Nam sẽ có một cuộc cách mạng ở trong nông nghiệp, và cái cơ hội cho Việt Nam hiện nay là rất lớn. Rất là cảm ơn. Thank you very much.